New York steak. Mm. Delicious for lunch. One more bite. Mm. For lunch, we could order beef and mushroom. New York steak, really big pieces. I bought another day 6 pieces, and now it is one of the 2 pieces. Two. Hôm bữa mình mua 6 miếng, 4 miếng thì được cắt một đôi ra. Còn 2 miếng này thì giữ nguyên, nó rất là dày. Mình nguyên nó dày lắm. Còn cái đốt tay á, thì hơn đốt tay nữa. Mình mà nó tới đây. Cái miếng rất là dày. Để tìm vô rồi ha. Bốn cái loại bên các bạn mới lọc 4 minute cook time butter and garlic để bơ và tỏi thôi, không có để cái lá xanh xanh thơm mùi thơm như tại cừu cừu không có thích ăn cái mùi đó. Bây giờ chiên nó chín ngon không? Hôm nay là I cook a medium well done, okay? Yes, so my kids to eat it. I'll cook a little bit longer in the pan. Now I cook mushroom. Nấm rửa là sạch rồi cắt ra. Now cut it. 4 pieces. And then I will put on a pan with the butter. Cucu love mushroom. Cho một chút hành tây và bơ vào chảo. Rồi thức ăn nóng nóng xào với bơ xong rồi cho muối tỏi vô nữa. Đó. Xong chút muối tỏi vô. Ăn cùng với lại lên thang bé đi rồi đó. Rồi bây giờ mời cả nhà thử thịt bò nha. Now time to test the steak. The bone. Pick the steak. Perfect cook. Mmm. Really good. Ten slides. Cuckoo like to eat the 10 slides. Cuckoo thích ăn thịt bò lắm. Đó. Nấu chín về mới ăn nè. Nấu tay tái không chịu ăn đâu. Ngon chưa? It's a well done. Medium well done steak. Mm. I told you this one is really big piece. A lot. This one too. Miếng thịt bò này nó hơi bị nhiều, bị bự á, cho nên là cắt qua không hết. Chín tới là mình ăn được. Bên này là cừu cừu ăn. À. Try a bite. Mm. Oh, so good. Mm. Ngon. Mm. Ăn thịt bò thượng hạng vậy thì nó không có mỡ nhiều. Nó rất là tốt cho sức khỏe. It's a mushroom soup. I put some carrot and bell pepper. Mmm, mushroom. Mmm.
fresh mushroom and butter. Thank you so much for watching. Please subscribe for more video. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Mong cả nhà đăng ký để giúp kinh của mình nha. Chân thành cảm ơn.